Hello, ngày mới mình xin chào cả nhà nha. Chúc cả nhà ngày mới thật nhiều sức khỏe và luôn thành công trong công việc nha cả nhà. Chúc anh em đồng nghiệp mình đi bảy gắn chúng lớn nha. Nay mình tiếp tục đi thăm bảy nữa cả nhà. Vô trong cái luồng bưởi này cả nhà, vườn bưởi này, khu này mình có hai cái cả nhà. Rồi mình với cả nhà xem đồ nghề của mình luôn nha cả nhà. Thì cũng như ngày thường vậy thôi cả nhà. Chuột tưới lưới lúa nha cả nhà. Đấy, bữa nay không không có chuột luôn cả nhà. Mình đi tới Hậu Giang kiếm mà cũng không có chuột luôn cả nhà. Đang đợi chuột, đặt chuột mua về chưa có nữa cả nhà. Bữa nay có chuột rồi cả nhà. Còn như thì mình đi thăm trước nhiêu cả nhà. Rồi mình mời cả nhà cùng trải nghiệm đi thăm bảy gắn với mình luôn nha. Cả nhà thấy thích cả nhà cho mình xin một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ nha cả nhà. Rồi mình tới cái đầu tiên mình sẽ quay cho cả nhà cùng trải nghiệm nha cả nhà. Rồi tới cái đầu tiên luôn cả nhà. Trước khi vô thăm bảy mình cũng không quên cảm ơn cả nhà đã đăng ký và xem clip của mình nha cả nhà. Mình chân thành cảm ơn cả nhà rất nhiều luôn. Rồi tới cái bẫy đầu tiên của mình luôn cả nhà. Này có hàng gì khủng khủng không? Ở đây thăm với người cũng trúng mà. Chứ này biết sao đây. Đây kiếm gắn hổ hèo mà chưa thấy dính cái nha. Rồi cái này chắc chuột cọn đó nha. Có gì không? Rồi chuột cọn đó nha. Rồi bóp máy luôn đó nha. Rồi tiếp tục đây mình có cái luôn đó nha. Cái thứ hai của trong cái luồng này luôn đó nha. Thấy ở đây nó êm quá trời, mình cũng rút chưa rút đi được cái nha. Bãi quá ngon, dính đó giờ dính được đâu con hành gì, dính tới giờ con hai con gì này không thấy dấu hiệu phân, khi nào chuột chết không đây. Ồ có hàng em ngựa cả nhà ơi. Đây em ngựa vô lâu rồi, phần bị đóng đây luôn cả nhà. À, trời. Rồi để mình chúc mình bắt ra luôn cả nhà. Rồi, mình vừa mới bắt xong luôn cả nhà. Đây con này tầm 4 lạng rồi cả nhà, hầm xả. Rồi con đầu tiên, cái thứ hai có hàng luôn nha cả nhà. Rồi mình ốp máy nha cả nhà. Rồi, tiếp tục đây mình có cái luôn cả nhà. Này cũng thăm mới đặt người thăm trên đầu luôn cả nhà. Vậy là mất tiêu rồi ta. Đừng nói mất nha. Rồi chắc mất luôn cả nhà. Đó vậy ta. Nếu mình đặt ở đó mà. Để mình ốp máy mình kiếm cái bẫy cái nha. Mình kiếm gặp rồi cái nha. Chính hàng khủng rồi cái nha. Nó kéo bẫy mình xuống tới mé kinh thôi cái nha. Để mình đặt gần mé kinh. Vô nó sự chuột nhà mình mất tiêu rồi. Hết biết con chuột. Cái nha. Sửng chuột mình. Chuột nhà mình luôn. Mó tay chứ. Hết biết luôn. Chuột nhà hay là chuột cống nữa ta. Quá trời. Rồi mình ốp máy luôn cái nhà. Rồi tiếp tục đây mình có cái luôn cái nhà. Này chỉ gọi dính được con hành nhị cái nhà. Chuyện này mất bẫy luôn sao đây. Ôi, mất bẫy rồi cái nhà ơi. Chuẩn bị cho tặc phải quá. Mình làm gì mình thấy cái manh bao. Mình ốp máy luôn cái nhà. Tiếp tục đây mình có một cái luôn cái nhà. Cái bẫy hồi nãy chắc người ta lấy chứ không có mất đâu cái nhà. Không phải cho tặc. Cho
tập lại thấy mình bao đứt hết trơn, cái này còn nguyên xi. Bể này sao đây? Này, còn cái nhà ơi. Phần bọng gì không? Mấy cái chơi không? Rồi không thấy phân, không thấy gì chứ cái nhà. Còn chuột cái nhà. Rồi mình ốp máy luôn cái nhà. Rồi mình tới cái luồng bẫy mới luôn nha cái nhà. Luồng bẫy hồi nãy 8 cái dính được con ngựa luôn cái nhà ơi. Thắt quá. Cái này rồi dính được con hành cái nhà. Chuyện này có hàng không? Khui. Thần bọng gì đâu. Không thấy vậy. Chỗ không thấy luôn cái nhà ơi. Chỗ nguyên sinh luôn. Rồi mình ốp máy luôn cái nhà. Rồi tiếp tục đây mình có cái luôn cái nhà. Cái thứ hai của cái luồng bẫy mới nha cái nhà. Cái luồng mới mình này chiến rồi mình thăm chết quá. Bẫy chống lỏng. Ồ có phần cái nhà. Phần ở trong mới nha, trắng trắng đó. Có hàng nha cái nhà. Ồ cũng ngon lành cái nhà. Chà, con này cũng êm quá cả nhà. Vậy cho em bánh mì Sài Gòn. Cho nó nặng chịch, mình tưởng nó vô hàng rồi cả nhà. Mình bắt máy mình bắt ra luôn cả nhà. Cả nhà, mọi người mới bắt xong cả nhà. Con này khoảng 7 lạng cả nhà. 7-8 lạng, bự lắm. Hành đi ngon rồi, nặng ngựa luôn. Thua. Rồi mình ốp máy nha cả nhà. Tới cái tiếp theo mình sẽ quay tiếp. Rồi tiếp tục đây mình có con cái luôn cả nhà. Này chứ ngồi dính được con hành nhỏ xíu. Chứ này sao đây? Giọng hút em khủng khủng ha. Bây giờ dính được hai con ngựa buồn quá. Cái này thì không thấy hiện tượng phân cả nhà. Rồi chuột con cả nhà. Mình ốp máy luôn cả nhà. Rồi tiếp tục tới cái bẫy tiếp theo luôn cả nhà. Hãy dừng bưởi cả nhà. Bưởi này trái nhiều lắm. Lúc này bưởi thì cũng không có giá luôn cả nhà. Đây tới cái bẫy đây. Có hàng gì không? Trời trời này. Sao giống chuột gắn chết hết ta. Nặng. Rồi gắn hy sinh rồi cả nhà. Chuột con không? Rồi gắn chuột đều nguyên sinh hết luôn. Con này cũng bự lắm nè. Rồi bộ xương khủng bố luôn. Tiếc thiệt chứ. Da nó dễ cả nhà. Con này có 3 lạng, 4 lạng. Rồi mình ốp máy mình xử lý nhất cả nhà. Đây mình có con cái luôn cả nhà. Rồi sát nhà người ta luôn ạ. Không thấy phần bọng gì hết. Rồi mất chuột nữa. Chuột hy sinh rồi cả nhà. Hết lúa rồi. Rồi mình ốp máy luôn cả nhà. Tục đây mình có con cái luôn cả nhà. Chủ vườn phát có e e. Làm đủ thứ chuyện hết trơn cả nhà. Ột này có hàng cả nhà. Gần nhà trời luôn cả nhà. Con hành đầu tiên nha cả nhà. Rồi chút mình bắt ra luôn cả nhà. Rồi tiếp tục đây mình có con cái luôn cả nhà. Này chiến rồi thăm bị chết chuột cả nhà. Này cũng thăm chiến này chiến thứ hai cả nhà. Có hàng gì không? Khủy. Nhưng em khủng khủng rồi. Rồi có phần cả nhà. Này phải phần không ta? Ồ có phần. Phần nó rồi. Đây. Em hành sô-cô-la cái nhà. Đây em hành sô-cô-la. Rồi mình ốp máy chút mình bắt ra luôn cái nhà. Rồi, tiếp tục đây trong này mình có cái luôn nha cái nhà. Này chứ người cũng dính được em hành nhì cái nhà. Thăm chiến thứ hai. Sao đây không thấy phân rồi cái nhà. Chưa thấy phân. Có gì không? Ồ chuột còn cái nhà. Chạy ra cái ruộng.
Rồi mình ốp máy luôn cả nhà. Tiếp tục ở đây mình có cái luôn cả nhà. Cũng gần hết luôn 7 rồi, còn có cái nữa là hết 7 rồi cả nhà. Ôi 7 này bị làm sụp đếp rồi cả nhà. Còn chuột luôn. Vô đây làm gì? Tới cái cuối cùng. Thấy xa xa nếu có phân rồi cả nhà. Phân nha nhà ơi, phân này dữ dằn lắm luôn, phân này không lẽ ngựa ta, rồi nhẹ té ta, rồi sảy gắn luôn cả nhà ơi, phân nó ỉ quá trời nè, hôm sao mà sảy ta, quá trời phân xanh, phân vàng khè, phân vàng chắc phân ngựa hay sao ta. Tiếc thiệt. Đây cái nhà. Còn láng hết trơn. Ra đường nào người ta ơi. Tiếc thiệt chứ. Phân một nồi. Còn ốp ly ốp máy cái nhà. Đây cái nhà. Chuẩn bị bắt em nó ra nha cả nhà. Con hành đầu tiên. Ba lạng gửi cả nhà, bốn lạng. Đây. Con hành đầu tiên của mình nha cả nhà. Xảy hết con không biết con gì. Con kia nhỏ quá mình bắt mình khỏi mình thả nó mình khỏi quay nha cả nhà. Nãy giờ được em hành đó cả nhà. Rồi, mình ốp máy luôn nha cả nhà. Rồi, ở đây mình có cái luôn cả nhà. Nhẹ quê vậy ta. Ôi, chuột viên sinh luôn. Rồi, mình ốp máy luôn cả nhà. Rồi mình vừa thăm xong luồng 7 rồi cả nhà. Vẫn là cây dừa trái nhiều này cả nhà. Cái buồn dừa trái quá trời cây này. Trái lừ hết trơn cả nhà. Thò tay là tới nè cả nhà. Rồi. Chuột mình lấy đi 15 16 con, 17 con gì chứ. Nó chết gì không? Này chuột công ét đó cả nhà. Ở trong nhà mình đặt dính. Còn ba con này tính đi thăm ruộng kia nữa mà thôi. Hết chuột rồi cả nhà. Mình tổng kết thành quả luôn nha cả nhà. Đây. Đây ký cỡ ký mấy nha cả nhà, ký gửi nha. Một hai em nữa. Một em hành nha cả nhà. Em hành này tầm 400 gram cả nhà. Với em hành nhỏ mình thả cả nhà. Nhỏ quá mình không có bắt. Bên đây thăm cái luồng kia 8 cái mà mất hơn cái còn 7 cái. Vô cái luồng này 13 cái cả nhà. 13 cái mà chuột chết quá trời chết luôn. Chết thay chuột không kịp luôn cả nhà. Đây, thành quả của mình như đây nha cả nhà. Rồi, mình ngày mới mình cũng xin chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe và luôn thành công trong công việc nha cả nhà. Chúc anh em đồng nghiệp mình đi thăm 7 chúng lớn nha. Và mình cũng không quên xin chúc cả nhà, cảm ơn cả nhà đã đăng ký ủng hộ mình và xem clip mình nha cả nhà. Mình chân thành cảm ơn cả nhà rất nhiều luôn. Rồi, mình hẹn cả nhà cho clip tiếp theo nha. Bye bye.